Đây là chiếc búa để mở cánh cổng địa ngục, lôi lũ con vật lên đây phục vụ cho chúng ta. Cuối cùng tạo thành công rồi. Tao có việc cho hai thằng mày đây. Mau đi giết thằng SWAT cho tao. Đừng để nó cản đường của tao. Mau đi. Có chuyện gì? Zombie! Mày ở yên đây, để tao đi. Ah!
Cuối cùng mày đã đến rồi đấy. Nếu mày mà làm việc cho tao thì có phải tao giải quyết được bao nhiêu vấn đề rồi không? Kinh công, tôi cảm ơn mày nhá. Mày không sao.